Staff trong đoàn, hồi đáp, đã phải chịu đựng những gì? Câu chuyện của staff đoàn, hồi đáp. 1. Hình tượng bằng thứ thợ máy tháp nỗ lực bảo vệ bằng điều idol chẳng mấy quan tâm. 2. Công việc thì nghiêm túc đấy nhưng đối tượng làm việc chung lại là chúa hề. 4. Có đôi khi, staff cũng bất lực không hiểu sao các idol lại bật cười. 2. Chúa hề tự react cảnh mình đóng. 3. Đạo diễn mất chức, nhân viên mất quyền. 4. Đang làm việc nghiêm túc, bỗng cảm nhận được tình anh em cảm động trời xanh. 哎，这里有个冰箱。 Nhưng khoan, dừng khoảng là tầm 2 giây. Dù thế thì, staff của hồi đáp vô cùng kính nghiệp và tận tâm. Thank you.
所以李教授就是把李把朗的梯子，然后李在下的车上，小心一点，就是木的地方可能有钉子，可能有钉子。 Bonus 2 chiếc nhân viên khổ nhất đoàn. Câu chuyện của nhân viên số 1. Câu chuyện của nhân viên số 2. Ê, ê.